Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo trang sức khỏe vàng, sỏi thận được hình thành theo nhiều cách khác nhau. cho đó, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do uống thiếu nước hoặc chế độ ăn không cân đối. Bên cạnh đó, theo kết quả nghiên cứu khoa học, sử dụng một số loại vitamin và khoáng chất không đúng cách cũng làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Trong các loại sỏi thận thì sỏi canxi oxalate là loại hay gặp nhất chiếm khoảng 80 đến 90% các trường hợp sỏi thận. Bình thường cơ thể đã đào thải oxalat qua nước tiểu khoảng 45 mg một ngày. Nếu cơ thể đào thải nhiều canxi thì canxi sẽ kết hợp với oxalat tạo thành tinh thể và lâu ngày kết tinh lại thành sỏi. Các viên uống bổ sung canxi sẽ làm nồng độ canxi trong máu tăng nhanh, cơ thể không hấp thu hết sẽ đào thải qua nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat. Nhưng canxi hữu cơ trong thức ăn thì lại có tác động hoàn toàn trái ngược. Canxi hữu cơ trong thức ăn sẽ kết hợp với oxalat ngay tại ruột và đào thải ra ngoài, ra đường phân mà không cho oxalat hấp thu vào cơ thể. Do đó, canxi hữu cơ giúp ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Vitamin C Vitamin C là một chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, vitamin C được chuyển hóa thành axit oxalic và bài tiết qua nước tiểu tạo thành các tinh thể canxi oxalate không có lợi cho bệnh sỏi thận. Thông qua nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng sử dụng liều cao vitamin C trong thời gian dài sẽ làm nguy cơ hình thành sỏi thận tăng gấp đôi. Do đó, những trường hợp cần sử dụng vitamin liều cao từ 1.000mg một ngày trở lên cần tuân theo sự chỉ định của bác sĩ và sử dụng trong khoảng thời gian thích hợp. Nhưng bổ sung đa vitamin trong đó có vitamin C thì không tác động đến việc hình thành sỏi thận. Điều này có thể giải thích do sự tác động phức tạp của nhiều vitamin khác nhau lên sự hình thành sỏi thận. Trong đó, vitamin B1 và B6 đã được chứng minh làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Vitamin C trong thức ăn cũng được chứng minh không tác động đến nguy cơ hình thành sỏi thận. Các loại thuốc hoặc sản phẩm có tính kiềm hóa nước tiểu Oxalic là một axit hữu cơ đào thải qua thận. Độ tan của oxalic thay đổi tùy theo pH của nước tiểu. Các thuốc hoặc sản phẩm cây kiềm hóa nước tiểu sẽ làm tăng độ tan của oxalic và tăng đào thải. Ngược lại, các thuốc hoặc sản phẩm cây toan hóa nước tiểu sẽ làm ức chế đào thải nên tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Đối với người bị sỏi thận không nên tự ý sử dụng các loại sản phẩm qua đường uống trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào cũng nên tham vấn ý kiến chuyên gia để đánh giá xem sản phẩm đó có làm toan hóa nước tiểu và làm tăng quá trình hình thành sỏi thận hay không. Nếu đã rất cẩn thận trong ăn uống nhưng vẫn mắc bệnh sỏi thận, bệnh nhân cần điều trị càng sớm càng tốt để mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn. Hiện nay, có một loại thuốc chuyên chữa trị sỏi thận khá uy tín trên thị trường, thương hiệu có hơn 20 năm uy tín trong lĩnh vực điều trị sỏi thận, sỏi tiết niệu. Thuốc có tác dụng bào mòn sỏi, kể cả những viên xoài to nằm ở sâu trong đài, kẽ thận, xoài đường tiết niệu, xoài bàng quang, đồng thời ngăn ngừa hình thành xoài từ đầu, bào mòn, làm tan xoài cũ, ngăn ngừa phát sinh xoài thận, xoài đường tiết niệu hiệu quả. Bị xoài thận nên ăn gì? Xoài thận là căn bệnh thuộc đường tiểu sinh dục phổ biến thứ 3 sau các bệnh viêm nhiễm và tuyến tiền liệt. Triệu chứng thông thường khi bị xoài thận bao gồm Đau ở háng, lưng dưới xương sườn, các cơn đau kéo dài 20 đến 60 phút, cường độ có thể thay đổi. Đau từ mặt da lưng, từ bụng đến dưới háng, nước tiểu đục có mùi hôi hoặc có máu. Đau khi đi tiểu, buồn nôn và nôn mửa, đi tiểu liên tục. Việc điều trị sỏi thận, ngoài việc tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ thì chế độ ăn uống của người bệnh cũng đóng vai trò rất quan trọng. Trước tiên cần uống nhiều nước, khoảng 8 đến 10 ly nước mỗi ngày giúp giữ cho nước tiểu loãng, làm giảm nồng độ khoáng chất hình thành đá trong nước tiểu, giảm lượng muối ăn hàng ngày, đảm bảo chế độ ăn uống chứa canxi đầy đủ, tránh những loại thực phẩm có thể làm tăng lượng axit uric hoặc oxalat trong nước tiểu như rau bina, sô cô la, củ cải đường, trà, hạn chế đường và protein động vật, bổ sung chất xơ không hòa tan trong bữa ăn, lúa mì gạo. Ngoài ra bạn nên tạo thói quen ăn trái cây và rau. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn chủ đề cách trị viêm chân tóc, dụng tóc. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.